những điều chưa biết về triết lý sống, làm nên con người Lý Tiểu Long. Bruce Lee, hay còn được biết đến là Lý Tiểu Long, gốc Hoa, sinh ngày 27 tháng 11 năm 1940 tại San Francisco, cha ông, một ngôi sao kinh kịch Trung Quốc. Lý Tiểu Long là một nam diễn viên võ thuật trong nền điện ảnh Hoa Kỳ, nhà đạo diễn, đồng thời là võ sư, sáng lập ra phong cách cung phu nổi tiếng, hay còn được gọi là triệt quyền đạo. Điều đáng kinh ngạc nhất về thành tựu trứ danh của Lee không nằm trong cùng một lĩnh vực. Là một nghệ sĩ võ thuật, ông làm quay phim, rồi thơ ca. Sự thành công vang dội của Bruce Lee phần lớn là kết quả từ những triết lý của riêng ông dựa trên nền tảng trí tuệ, học hỏi không ngừng. Những triết lý của ông để lại vượt xa những trận đấu thể chất, giải phóng sức mạnh của tiềm ẩn, khám phá bản thân. Hãy cùng nhau ngẫm những bài học cuộc sống từ Bruce Lee nào. Tuyệt vời lắm đấy. Đặt kỳ vọng cho bản thân. Tôi không tồn tại để sống như bạn muốn, và bạn cũng không tồn tại để sống như tôi muốn. Làm người, ai chẳng muốn làm hài lòng người khác. Ta muốn được công nhận và được chấp nhận từ người khác, vì cái tôi bảo chúng ta rằng đó là thứ chúng ta cần. Nhưng đừng nghe theo bản năng nữa, hãy giành lấy sự công nhận từ người quan trọng nhất là chính bản thân ta. Đặt ra những kỳ vọng cho riêng mình và luôn nhớ bạn tuyệt vời thế nào. Không chỉ giúp bạn tự tin mà còn giúp bạn nhận ra rằng không thứ gì trên đời bạn không thể vượt qua được. Một chiến binh bất bại chỉ là một người bình thường với một sự tập trung cao độ. Bruce Lee tin rằng bất kỳ ai, bất kể xuất thân từ đâu hay hoàn cảnh ra sao, đều có thể đạt được sự vĩ đại bằng cách nuôi dưỡng sự tập trung. Bạn không cần phải phi thường, mà chỉ cần mài dũa sự chú ý của bạn vào những gì thực sự quan trọng và hướng năng lượng của mình vào việc đạt được mục tiêu. Để người chiến binh bên trong của bạn phát huy sức mạnh, và hãy cứ để sự tập trung hướng bạn tới những thành công. Đừng sợ thất bại. Không phải thất bại mà là việc đặt ra mục tiêu thấp mới là đáng trách. Với những nỗ lực tuyệt vời, thật vinh quang ngay cả khi phải thất bại. Thất bại không phải là điều đáng sợ, mà là một bước đệm để trưởng thành. Thất bại thực sự nằm ở việc chấp nhận sự tầm thường và không phấn đấu cho những điều vĩ đại. Nắm bắt những bài học rút ra từ những thất bại, dùng chúng làm đòn bẩy để quyết tâm đạt đến những tầm cao mới. Đừng chờ đợi cơ hội đến, hãy tạo ra nó. Để không phải đổ lỗi cho hoàn cảnh, tôi tạo ra cơ hội. Đôi khi chúng ta chờ đợi một khoảnh khắc hoàn hảo để bắt đầu điều gì đó, nhưng sẽ chẳng gì là hoàn hảo. Tại sao không tự tạo ra cơ hội và khiến mọi thứ xảy ra? Thậm chí, khi việc chỉ ngồi và chờ thời dễ dàng hơn, thì hãy đứng lên chiến đấu. Không chỉ Lý Tiểu Long, mà huyền thoại Muhammad Ali cũng từng nói, đừng đếm ngày trôi qua, hãy để ngày trôi qua thật ý nghĩa. Tâm trí của bạn luôn theo hướng mục tiêu bạn cho là không thể. Một sự thật là, khi bạn biến những điều không thể trở thành có thể, ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực. Hãy chú tâm đến những điều bạn tin là không thể và tự hỏi bản thân rằng liệu có một cách nào để đạt được những gì mà bạn tin là không thể. Triết lý sống cổ đại này đã giúp biết bao thương gia thành công để lại dấu ấn của mình trong nhiều ngành và cả trong lịch sử. Không có giới hạn, chỉ có những tầm cao, nhưng bạn không được phép ở đó mà phải vượt qua chúng. Đối với Lý Tiểu Long, mục tiêu không phải lúc nào cũng là thứ cần đạt được, mà chỉ đơn thuần là thứ để hướng tới. Nếu bạn hoàn thành được mục tiêu, điều đó thật tuyệt vời, nhưng nếu bạn không thể, ít nhất bạn đã cố gắng. Thất bại không phải là thứ đáng để bận tâm, nó cho thấy bạn vẫn đang học hỏi. Thà rằng bạn trèo cao rồi ngã đau, còn hơn cứ ngồi một chỗ không nhúc nhích. Thất bại cũng là một cơ chế phản hồi quan trọng. Nó giúp bạn nhận ra những thứ mình đang làm không thực sự có hiệu quả, đòi hỏi bạn phải điều chỉnh quá trình. Trong thế giới của Lý Tiểu Long, không tồn tại giới hạn, chỉ có những tầm cao mà ai cũng có thể vượt qua nếu biết nỗ lực đúng. Bạn sẽ không bao giờ nhận được nhiều hơn những gì bạn mong đợi trong cuộc sống. Kỳ vọng hình thành kinh nghiệm. Bằng cách đặt ra những kỳ vọng cao và tin tưởng vào khả năng đạt được sự vĩ đại của mình, bạn sẽ mở ra những cánh cửa cho những khả năng vô tận. Hãy can đảm mơ ước và quan sát, cuộc sống sẽ mở ra cho bạn theo những cách tuyệt vời.
Hãy tập trung vào những điều bạn muốn và tránh xa những điều bạn không muốn. Những gì bạn tập trung sẽ nhân rộng. Bruce Lee nhấn mạnh sức mạnh của suy nghĩ và khuyến khích chúng ta hướng sự chú ý đến những mong muốn của mình hơn là tập trung vào những khía cạnh tiêu cực. Trau dồi tư duy tích cực, hình dung ra những thành công và nhìn khát vọng của bạn trở thành hiện thực. Đừng trốn chạy, hãy từ bỏ. Trốn tránh thử thách hay hoàn cảnh khó khăn chỉ kéo dài sự đau khổ của bạn. Thay vào đó, Bruce Lee khuyên chúng ta buông bỏ sự kháng cự và dồn tâm trí vào thời điểm hiện tại. Chấp nhận những gì mình đang có để giải phóng bản thân khỏi những gánh nặng không cần thiết và tìm thấy sự bình yên trong nội tâm. Dám chấp nhận sai lầm. Mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ nếu người ta dám thừa nhận. Chúng ta đều mắc phải lỗi lầm vào một thời điểm nào đó trong đời. Lỗi lầm có lớn đến mức nào thì luôn có cơ hội để làm lại. Đừng sợ khi phải thú nhận và đừng sợ khi phải chấp nhận. Can đảm đương đầu với lỗi lầm, tiếp thu kinh nghiệm từ nó và bước tiếp. Đừng tìm kiếm, vì điều đó sẽ đến khi bạn ít mong đợi nhất. Đôi khi, những thứ mà bạn đang tuyệt vọng tìm kiếm lại trốn tránh bạn, nhưng khi bạn quên chúng đi, chúng sẽ đi tìm bạn. Bruce Lee khuyến khích mọi người tin vào những thời điểm của cuộc sống. Hãy tin tưởng rằng những gì dành cho bạn sẽ đến vào thời điểm hoàn hảo nhất trong cuộc đời và cho phép bản thân đón nhận những cơ hội bất ngờ. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Tôi không sợ người đàn ông tập 10.000 bài cước một lần, nhưng tôi sợ người đàn ông tập một bài cước 10.000 lần. Luyện tập và kiên nhẫn nếu bạn muốn thành công cả trong võ thuật lẫn ngoài đời sống. Trở thành chuyên gia đòi hỏi sự kiên định, sắc bén, tập trung và vô số lần luyện tập. Tận hiến cho một công việc còn hơn việc nào cũng làm hời hợt. Chúng ta có khả năng nhìn thấu người khác chỉ khi chúng ta có thể nhìn thấu chính mình. Thấu hiểu người khác bắt đầu từ việc thấu hiểu chính mình. Bằng cách đi sâu vào suy nghĩ, cảm xúc và động lực của bản thân, bạn sẽ có được sự rõ ràng trong cảm xúc để đồng cảm và kết nối với những người xung quanh. Việc tự nhận thức đặt nền tảng cho việc xây dựng các mối quan hệ có ý nghĩa và thúc đẩy sự phát triển cá nhân. Hãy sống thành thật. Nếu muốn thức dậy vào ngày mai, hãy nói sự thật ngày hôm nay. Thành thật là điều chúng ta được dạy từ nhỏ, vẫn là một trong những lời khuyên tốt đẹp nhất bạn nhận được. Thành thật với bản thân, thành thật với người khác. Thành thật đến tin tưởng dẫn đến những mối quan hệ ý nghĩa. Nếu bạn muốn sự thật sáng tỏ trước mắt, đừng bao giờ ủng hộ hay phản đối. Cuộc đấu tranh giữa ủng hộ và chống lại là căn bệnh tồi tệ nhất của tâm trí. Tìm kiếm sự thật đòi hỏi mỗi người phải vượt qua những thành kiến và định kiến. Bruce Lee nhắc nhở chúng ta rằng việc áp dụng một quan điểm linh hoạt cho phép mọi người nhìn nhận thực tế đúng với bản chất của nó thay vì qua lăng kính méo mó của ý kiến cá nhân. Hãy cởi mở, đặt câu hỏi về niềm tin của bạn và để sự thật tự tiết lộ. Bình tĩnh, nóng tính sẽ sớm biến bạn thành gã ngốc. Cái đầu nóng thường không đi với những gì tốt đẹp. Khi bạn mất bình tĩnh, bạn trở nên phi lý. Bạn hành động theo bản năng nhiều hơn và có lẽ bạn sẽ hối hận. Hãy đếm đến 3 và xét lại tình huống trước khi phản ứng. Đừng cầu mong một cuộc sống dễ dàng. Hãy cầu cho mình một sức mạnh để chịu đựng một khó khăn. Những thách thức trong cuộc sống là không thể tránh khỏi, nhưng chính khả năng phục hồi và sức mạnh bên trong của mỗi người sẽ giúp họ vượt qua. Thay vì tìm kiếm một cuộc sống dễ dàng, Bruce Lee khuyên mọi người nên cầu để mình có được sức mạnh vượt qua khó khăn bằng sự tin tưởng và sự quyết tâm. Chính khi bạn vượt qua những trở ngại, bạn sẽ khám phá ra tiềm năng thực sự của mình. Những xiềng xích của những thói quen lại quá nhỏ để có thể cảm nhận được, cho đến khi chúng quá lớn để có thể phá vỡ. Thói quen của mỗi cá nhân định hình cuộc sống của mỗi người thường không được chú ý cho đến khi chúng ăn sâu vào tiềm thức. Bruce Lee cảnh báo chống lại sự tự mãn và kêu gọi chúng ta thoát khỏi những thói quen tiêu cực. Hãy ý thức về thói quen của bạn, loại bỏ những thói quen không còn phù hợp và trau dồi những thói quen mới, tích cực, phù hợp với mục tiêu của mình hơn. Hãy tự nhận thức hơn là một con robot lặp đi lặp lại. Vô thức trải qua những chuyển động của cuộc sống cản trở sự phát triển cá nhân. Bruce Lee nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tự nhận thức
thúc giục mọi người hãy để tâm trí hiện diện trong từng khoảnh khắc và đưa ra những lựa chọn phù hợp với các giá trị và nguyện vọng của mình một cách có ý thức. Thoát khỏi thói quen như những con người máy và nắm lấy sức mạnh của cuộc sống với một chủ đích. Thực tế là một chất lỏng, nhận thức là hình dạng của vật chứa mà nó được đổ vào. Nhận thức của một người sẽ nhào nặn thực tế của người đó. Bruce Lee khuyên mỗi người hãy tự đặt câu hỏi về các giả định của mình và nhận ra rằng cách giải thích của chúng ta về các sự kiện là chủ quan. Bằng cách nuôi dưỡng một tư duy cởi mở, linh hoạt, bạn sẽ định hình lại nhận thức của mình và khám phá những khía cạnh mới của sự thật và khả năng. Liều thuốc cho sự đau khổ của tôi đã có sẵn trong mình ngay từ đầu. Sự chữa lành thực sự nằm trong chính bản thân của mỗi người. Bruce Lee tin rằng ai cũng có sức mạnh để vượt qua đau khổ bằng cách khai thác sức mạnh và khả năng phục hồi bên trong. Hướng nội, chấp nhận suy nghĩ lại bản thân và tin tưởng vào khả năng vượt qua mọi nghịch cảnh. Việc chuẩn bị cho ngày mai bắt đầu từ việc chăm chỉ ngày hôm nay. Thành công không đạt được trong một sớm một chiều mà thông qua sự nỗ lực và cống hiến nhất quán. Bruce Lee nhắc nhở mọi người rằng việc chuẩn bị cho tương lai đòi hỏi phải hành động trong hiện tại. Hãy làm việc chăm chỉ, đầu tư vào sự phát triển cá nhân và đặt nền móng cho một ngày mai tươi sáng. Nếu bạn nghĩ điều gì đó là không thể, bạn sẽ chỉ biến điều đó thành không thể. Niềm tin hình thành thực tế. Bruce Lee thách thức chúng ta đặt câu hỏi về những hạn chế của chính mình và chấp nhận tư duy về khả năng. Hãy tin vào khả năng của chính bạn, vượt ra khỏi phạm vi của bản thân và nhìn những điều bất khả thi đều nằm trong tầm tay của bạn. Sớm hay muộn, người chiến thắng là người nghĩ rằng mình có thể. Tự tin là chất xúc tác cho thành công. Bruce Lee hiểu rằng tự tin là điều cần thiết để trở nên vĩ đại. Trau dồi tư duy chiến thắng, tin tưởng vào khả năng của mình và để sự tự tin đưa bạn đến những thành công. Thông thường, người thật sự mạnh mẽ sẽ rất khiêm nhường, chỉ những kẻ yếu đuối mới cần khoe khoang, khoác lác. Núi không khoe chiều cao, nhưng có thể chạm đến 9 tầng mây. Biển không khoe cạn sâu, vẫn dung nạp hết 100 sông đổ về. Đất không khoe độ dày, mà chưa gì thay được chỗ cho vạn vật bám rễ. Một người thật sự lợi hại sẽ không bao giờ hiển lộ. Giàu sang không khoe khoang của cải, tài giỏi không khoác lác lanh chanh, có địa vị cũng không bao giờ ngạo mạn. Con người càng tốt, càng hạnh phúc. Hạnh phúc đồng nghĩa với an lạc. Thời trẻ, Lý Tiểu Long từng là sinh viên ngành triết học. Ông tìm hiểu cả về triết học phương Đông lẫn triết học phương Tây. Trong những ghi chép của mình, huyền thoại này cũng thường xuyên nhắc tới Plato hay Aristotle. Lý Tiểu Long đồng tình với quan điểm của các vị triết gia kinh điển này là bạn nên làm điều đúng đắn vì mục đích đúng đắn. Đó là nền tảng của hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị sức khỏe, an nhiên. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo.